Hôm nay mình với lại đứa trai, đứa dâu với vợ đi biển Gia Bà Sành. Biển Gia Bà Sành dày mà kêu biển đục, đục tâm mà đục. Để tắm sướng mà khó luôn, đi gần nữa, đi chứ cho xa. Đó, biển vậy mà đục, ai nói đục. Thấy chưa, trong suốt luôn á. Má biển đâu có đột đâu, nó quá 100 con biển kia nữa đó. Ủa, nước mát quá, nước quá mát luôn. Gia Bà Sành nha quý vị, vô đây lấy căn Airbnb ở ra đây nướng thịt chơi cả ngày cho nó đã. Mùa này tháng 9 gần hết, gần tới tháng 10 rồi, trời mát quá, nhiệt độ ở đây là 90 perfect luôn, 90 chín mấy thôi. Ba ngày ít bữa chắc đánh xuống đây chiến thắng rồi. Nói về cái sành đánh xuống đây chiến hay hơn. Có nhà sẵn.